quý vị và các bạn đang hiếu đã có mặt tại trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Quân, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thời điểm này thì các em học sinh khối lớp 12 đang tập trung cao độ cho việc học. Khi mà chỉ còn 2 tuần nữa thì các em đã bước vào kỳ thi quan trọng, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Riêng đối với em Triệu Lê Thanh Nhàn, học sinh lớp 12.6, thì em vừa ôn tập và vừa làm thêm để có tiền để mà trang trải cho việc học sau kỳ thi xét tuyển vào cao đẳng và đại học. Những ngày tháng 6 này, tại các trường trung học phổ thông, chỉ có học sinh có 12 đến trường. Các em miệt mài ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp đến. Với Triệu Lê Thanh Nhàn lại càng nặng nỗi lo hơn, bởi em đi học cho đến nay là tự làm tự học. Tan giờ ôn tập ở trường, nhiều bạn khác được mẹ cha đưa đón, là những bữa ngon, những lời dỗ dành để con yên tâm lo cho kỳ thi. Nhưng với Nhàn là tranh thủ làm thêm để có tiền đi thi, đi học. Cuối cấp chuẩn bị thi nên em đã nghỉ rửa chén quán cơm ở Mỹ Tho, vẫn phải dành dụm tiền cho việc học sắp tới. Nhàn nè, bây giờ con đường này thì vào nhà em còn xa lắm không? Dạ, không xa lắm anh Hiếu. Anh thấy là đằng sau mình có một cái bao ớt, thì em làm cái công việc này mình lấy cái nguồn ớt từ đâu rồi mình làm đã lâu chưa em? Dạ, em lấy nguồn ớt từ chợ Bến Tranh của dì Năm. Thì em làm nay cũng được 3 năm rồi. Dạ, em làm để kiếm thêm thu nhập và em trang trải việc học tập của em. Rồi bây giờ thì anh Hiếu và em vào nhà em để mà tìm hiểu thêm về cái hoàn cảnh sống của mình như thế nào ha. Căn nhà theo lời tả trong lá thư xin học bổng của Nhàn là đây. Ngôi nhà cũ kỹ là chỗ ở của ba mẹ con. Mẹ em bị thoái quá cuộc sống 5 năm nay, không lao động gì để có tiền nuôi các con. Nguồn sống phụ thuộc vào người anh trai, sáng từ 5 giờ đã đến làm công ở trang trại gà, đến khuya mới về. Ngôi nhà cũ kỹ dột nát. Nền đất nay đã xuống cấp. Chỉ cần cơn mưa lớn là nước tràn cả vào nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, đứng bên cạnh Đăng Hiếu đây đó là cô Thùy, giáo viên dạy môn lý của em Nhàn. Điều gì làm cho chị cảm thấy ấn tượng về cô học sinh này và cái hoàn cảnh khó khăn cụ thể ra sao ạ? Điều mà tôi ấn tượng nhất về bé Nhàn, trong giờ dạy thì em thường xuyên sinh ra bên ngoài để đi vệ sinh. Và trên tay thì lúc nào cũng kèm theo một cái bịch khăn giấy. Thì nghe bạn bè kể thì thỉnh thoảng bạn bè có đi vệ sinh cùng thì thấy bạn Nhàn ói. Thì tôi nghĩ là do là có thể là do em ăn uống không điều độ thì dẫn đến là em bị đau bao tử. Tôi thấy là sức khỏe em cứ càng ngày càng yếu đi như vậy. Rồi có ngày là vô mệt mỏi nằm ở trên bàn luôn, là không thể nào ngóc đầu dậy nổi, mặt mày tái mét luôn. Tôi liên hệ với gia đình, tôi hỏi hôm nay sức khỏe Nhàn xuống vậy gia đình có biết hay không, và có biết Nhàn bệnh gì hay không. Thì cả anh bé Nhàn và mẹ bé Nhàn đều là không có biết em bệnh gì. Thì đến nhà tôi rất là bất ngờ, gia đình em á là quá khó khăn. Đây là gian nhà trên, nơi hàng đêm Nhàn vừa học vừa làm ớt. Nhàn cho biết nếu đơn giao hàng sớm có khi em thức cả đêm để lựa ớt cho kịp giao hàng. Trên nền đất gồ ghề này, bên cạnh là chiếc võng mẹ nằm ngủ mỗi đêm vì căn bệnh thoái hóa cột sống không thể nằm trên giường được. Để có tiền đi học, có tiền phụ thêm chi phí trong nhà và có tiền để lo mua thuốc giảm đau hàng ngày, mua thuốc trị bệnh, Nhàn đi làm thêm bao nhiêu là công việc, lượm trứng gà, dọn chuồng gà, làm cỏ giường. Biết đến hoàn cảnh của em, ai cũng cảm thương. Nguồn ve chai giấy dụng này em được chủ trang trại gần nhà cho. Em tích góp mang về để dành. Tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp xong, em sẽ bán một đợt nữa để gom tiền chi phí học hành tiếp theo. Mẹ sinh ra đến ba anh em, Nhàn là út,
chia tay nhau, ba chọn nuôi người anh lớn. Mẹ, anh ba và Nhàn đùm túm nhau trong căn nhà lá này. Biết mẹ sức khỏe kém, vất vả lắm mới nuôi các con, nên giờ có nhiều nỗi lo học hành bệnh tật của bản thân. Một mình Nhàn cắn rắn chịu, em không dám chia sẻ cùng mẹ. Thời gian gần đây, mẹ nhận thêm chăn nuôi heo cho người bà con. Thấy mẹ vất vả hơn, em càng giấu kín chuyện bệnh trở nặng của mình phải đi nằm viện, phải uống thuốc giảm đau liên tục. Phần em sợ mẹ lo, phần em sợ mẹ quyết định cho em nghỉ học. Cái này là nó nuôi giùm cho thằng cháu, và nó mướn tôi nuôi cho nó một tháng là 1,5 triệu. Dạ. Số tiền 1,5 triệu đó thì chị dùng vào mục đích gì? Dạ, đó để như mua thuốc thang uống bệnh đó, gạo, với cơ mua gạo ăn hàng ngày. Dạ. Điều kiện sống thiếu thốn, miếng ăn lo chưa xong thì chuyện học trở nên xa xỉ đối với người mẹ nghèo này. Mỗi tháng chỉ được 1,5 triệu tiền trả công chăm sóc cho đàn heo, gạo thóc thuốc men cùng nhiều chi phí khác không đủ, dám đâu nghĩ đến lo học hành cho con đến nơi đến chốn. Chị cắn răng để con tự lo cho việc học hành của mình từ khi còn rất nhỏ. Ở đây thì anh Hiếu thấy có hai cái thào, một cái rổ mình phân ớt như thế nào em? Dạ, cái rổ đỏ này thì để ớt bị úng, còn này thì ớt nguyên, còn cái thao thì em đựng ớt xanh anh Hiếu. Một bịch 10kg như thế này, khi mà mình phân loại ớt ra hết thì em được trả tiền công là bao nhiêu? Dạ, ớt em được trả tiền công 2.000 một ký, nếu ớt nhỏ thì em được 4.000. Công việc này nó có thường xuyên không Nhàn? Dạ, công việc này thì khi nào người ta có ớt á, thì người ta điện thoại cho em thì em lại lấy, chứ không có thường xuyên anh Hiếu. Anh được biết là em bắt đầu ý thức là mình phải làm việc để có tiền đi học là vào đầu năm lớp 10. Dạ. Dạ, từ đầu năm lớp 10 á, thì em xin đi làm quán cơm. Thì em làm theo tiếng là được 30.000 một tiếng. Rồi sau đó thì công việc học tập của em quá bận rộn, cho nên em xin nghỉ, rồi về em phụ lật ớt. Rồi em thấy cái chỗ mà bán quán hột gà của người ta là có ba cái giấy dụng á, thì em ghé vô em xin về em bán để kiếm tiền đi học, trang trải gia đình. Anh được biết là mình đi làm những cái việc làm thêm đó, có một cái tình tiết là em nói với mẹ là mình đi học thêm chứ không có nói là mình đi làm thêm để kiếm tiền. Dạ. Chia sẻ như thế nào về điều này? Dạ thì em sợ mẹ lo lắng, tại vì tuổi đời em còn quá nhỏ, cho nên em nói mẹ là con đi học thêm, chứ thật ra là em đi kiếm việc em làm. Tại vì em thấy mẹ giờ mẹ cũng lớn tuổi, rồi mẹ bệnh nữa, cho nên em sợ việc học của em rồi ảnh hưởng gia đình, rồi gánh nặng cho anh em, rồi gánh nặng cho mẹ nữa, nên em giấu mẹ em đi làm việc để em đi học. Có lẽ trong cái quá trình phát triển của thanh thiếu niên, rồi em vào đời sớm mà mình làm những cái công việc có vẻ hơi là quá sức với mình so với cái tuổi ăn tuổi học, thì đã ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Và tới năm lớp 11 thì được sự chia sẻ của cô Thùy là em bị bệnh, căn bệnh nó như thế nào? Dạ, năm lớp 11 thì em đang học thì em đau bụng quá, cái em về em mới giấu mẹ đi khám, là người ta cho biết là em bị u nang. Thì lúc đó là em hụt hẫng lắm, em không còn, em sợ lắm, em lỡ em sợ em bị cái gì rồi gánh nặng cho mẹ nữa, cho nên em giấu mẹ. Rồi tới chừng em giấu hết nổi rồi, cô thì mới nói cho mẹ biết. Thì lúc đó mẹ cũng buồn, mẹ khóc nhiều lắm, vì kinh tế quá khó khăn cho nên em chỉ uống thuốc một lần thôi, từ đó tới giờ là em không đi tái khám nữa. Rồi được biết là cô chia sẻ một điều nữa là em tự cân đo đong đếm thuốc với mình luôn, là bằng cách mình uống những kháng sinh Panadol. Em biết điều đó có tác hại như thế nào đến sức khỏe em không mà làm điều đó? Dạ em biết chứ, nhưng mà bây giờ em không biết làm sao hết, nó đau quá rồi. Em chỉ biết uống cái đó vô cho nó giảm đau thôi, chứ em biết tác hại của nó dữ lắm. Giờ hiện giờ em bệnh thì em đành chịu thôi. Em uống một lần là mấy viên Panadol? Dạ uống một lần, nếu đau quá thì uống 4 viên, còn nếu bình thường thì em chỉ uống 2 viên thôi. Nó ảnh hưởng như thế nào đến việc học tập của em, căn bệnh này? Dạ thì nó đau bụng quá,
có khi thì em ngồi lớp không nổi thì em xin về thì mất bài, mất vở của em. Rồi em về nhà thì học bài thì em học cũng ba chớp ba nhén lắm. Nó đau quá thì em phải nằm xuống, em uống thuốc hoặc là em làm cái gì đó cho nó hết đau. Đó cũng là cái lý do mà suốt 11 năm em học sinh giỏi, năm 12 mình chỉ là học sinh tiên tiến thôi đúng không? Như vậy thì cái việc học cuối cấp để chuẩn bị bước sang kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nè, rồi cao đẳng đại học ước mơ nữa, em nghĩ nó như thế nào? Mình đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục việc học không? Dạ thì sức khỏe của em sẽ ráng, em ráng em học, em ráng điều chỉnh sức khỏe của mình để em thực hiện được ước mơ của em. Ước mơ của em là một cái ngành nghề gì và mình chọn ở trường nào thực hiện ước mơ? Dạ ước mơ của em là sư phạm, mà sư phạm mầm non. Tại vì em thích ngành đó lắm. Rồi em sẽ chọn trường Đại học Tiền Giang là nơi khởi nguồn ước mơ của em. Và trong suốt những năm đại học đó thì mình đã dự định mình sẽ làm những cái công việc gì và mình điều chỉnh sức khỏe của công việc học tập ra như thế nào? Có một lịch trình, một cái lộ trình cụ thể như đang sao? Dạ thì tới giờ học thì em đi học. Còn nếu không có học á thì em sẽ đi làm. Rồi em làm những công việc mà em thấy phù hợp với bản thân mình, phù hợp với việc học tập của mình. Rồi em chăm sóc sức khỏe mình thật tốt để thực hiện được cái ước mơ hoài bão bấy lâu nay của mình. Khâm phục lắm nghị lực của Triệu Lê Thanh Nhàn. Cảm ơn những mối nhân duyên đưa cô giáo bộ môn lý tìm hoàn cảnh của em để có những động viên định hướng về việc học, về bệnh tình của em. Cảm ơn sự quan tâm của nhà trường để đưa chương trình tìm đến em trong thời điểm quyết định 12 năm đèn sách. Với kết quả học tập lớp 10 7,5, lớp 11 8,2, lớp 12 này 7,3. Đó là cố gắng rất lớn với Thanh Nhàn trong điều kiện bệnh tật và vừa học vừa làm. Miệng cô bé hay cười nè. Xác định rõ học mầm non của ngành sư phạm trường Đại học Tiền Giang, gần ngày thi tốt nghiệp em tìm hiểu và xin luyện năng khiếu ở Mỹ Tho sau giờ học giờ làm. Điểm năng khiếu đạt, Nhàn sẽ được nhân hệ số 2, thuận lợi hơn cho việc xét tuyển. Hoàn cảnh khổ đến tận cùng, lao động miệt mài để đổi lấy con chữ, âm thầm với những cơn đau vì bệnh tật, không được ai chia sẻ. Nhưng em vẫn lạc quan sống, định hướng rõ tương lai học tập. Mong tiếng hát của em bay cao hơn, tô điểm thêm nét đẹp cho đời. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón Thanh Nhàn bước lên sân khấu được không ạ? Ông Nguyễn Tức Hên, Giám đốc VNPT Vinaphone Chợ Gạo trao những suất học bổng dành cho Nhàn. Nhóm cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu thành phố Mỹ Tho chuyên khóa 90-93 1 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Quốc thành phố Mỹ Tho 1 triệu đồng. Doanh nghiệp tư nhân Khoa Nguyên thành phố Mỹ Tho 3 triệu đồng. Và VNPT Vinaphone Tiền Giang một suất học bổng trị giá là 5 triệu đồng. Xin chào con. Cái đại diện cho VNPT Vinaphone của Tiền Giang thì có một phần quà gửi cho con. Thì hy vọng con là cố gắng điều trị cái căn bệnh của mình và cố gắng là thi đậu trong cái kỳ thi sắp tới nha. Một suất học bổng đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc thú y Song Việt trị giá là 1 triệu đồng. Một suất học bổng đến từ gia đình anh chị Hà Triền Mỹ Tho 1 triệu đồng. Một số học bổng đến từ nhóm từ thiện hẻm 31 Phan Hiến Đạo thành phố Mỹ Tho 1 triệu đồng. Bà Phạm Thị Bích Phượng phường 1 thành phố Mỹ Tho 1 triệu đồng. Hội từ thiện thành phố Mỹ Tho 1 triệu đồng và một nhu yếu phẩm. Tiến sĩ bác sĩ Tạ Văn Trầm 1 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sau Nam Tiền Giang 1 triệu đồng. Quán cà phê Divasai thành phố Mỹ Tho 1 triệu đồng. Chùa Linh Phước Tân Phước 1 triệu đồng. Chùa Tiên Long Mỹ Tho 1 triệu đồng. Chùa Linh Phước Mỹ Tho 1 triệu đồng.
quán chay liên qua quán thành phố Mỹ Tho 2 triệu đồng. Đạo tràng Tịnh Độ thị xã Gò Công 2 triệu đồng. Và một số học bổng đến từ chùa Trường Sanh thành phố Mỹ Tho trị giá là 5 triệu đồng. Tiếp theo thì Đăng Khiếu xin chuyển các số tiền đến từ quý khán giả xem đài đến cho Nhàn. Ông bà Tám Sinh 100.000 đồng, Quỳnh Công Minh 81 Lê Văn Phẩm phường 6 thành phố Mỹ Tho 100.000 đồng. Gia đình cô Cẩm Lệ phường 6 thành phố Mỹ Tho 200.000 đồng, Nguyễn Hồng Cường chợ lớp Bến Tre 300.000 đồng, Nguyễn Hùng Khang chợ lớp Bến Tre 300.000 đồng. Tổng giá trị các phần tiền là 700.000 đồng. Và bây giờ 23 học sinh đã có mặt tại sân trường ngày hôm nay sẽ nhận được 20 phần quà do VNPT Tiền Giang tài trợ và Nhàn sẽ chọn ra 20 lá thăm may mắn. Và chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tuất Hên, Giám đốc VNPT Vinaphone chợ gạo sẽ lên trao những phần quà may mắn đến cho các học sinh. Trân trọng kính mời ạ. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho các học sinh may mắn ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, tại điểm trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Quân thì chương trình mới đến trường đã trao tổng giá trị các số học bổng đó là hơn 40 triệu đồng. Trong đó, 10 triệu đồng dành cho 20 số học bổng phụ, 10 suất ở trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Quân và 10 suất dành cho những em học sinh trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Và một suất học bổng chính 30 triệu 700 ngàn đồng dành cho bạn Thanh Giang. Kính thưa quý vị và các bạn, buổi lễ trao học bổng của chương trình mới đến trường dành cho bạn Thanh Giang học sinh lớp 12.6 trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Quân đến đây là kết thúc. Một lần nữa chúng tôi sẽ được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.